Xin kính chào quý vị khán giả đang đến với bản tin thị trường tiêu dùng số 166 của TV Pháp Luật. Bản tin hôm nay sẽ mang đến những nội dung đáng chú ý sau đây. Thành phố Hồ Chí Minh, hàng hóa Tết tấp nập đổ về các chợ. Phân bón có thể chịu thuế VAT 5%. Trăm doanh nghiệp châu Âu có ý định tăng đầu tư tại Việt Nam trong năm 2024. Rau quả Việt Nam tất bật khai mở thị trường mới. Kính thưa quý vị và các bạn, mở đầu cho thời lượng của bản tin ngày hôm nay là phần tin cập nhật mới nhất về tình hình hàng hóa phục vụ cho Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Theo đó, tại thành phố Hồ Chí Minh, hiện hàng hóa Tết đã bắt đầu đổ về các chợ đầu mối, chợ sỉ trên toàn địa bàn. Được biết, giá cả các mặt hàng sẽ không có nhiều biến động so với mọi năm. Theo khảo sát tại chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn, lượng hàng nhập chợ bình quân hiện nay đạt 2.300 tấn trên một ngày, trong đó rau củ khoảng 1.600 tấn trên một ngày, trái cây khoảng 310 tấn trên một ngày, thịt heo 390 tấn trên một ngày. Dự kiến dịp Tết Nguyên đán năm nay sẽ tăng khoảng 8% nguồn hàng nhập chợ, tương đương 2.500 tấn trên một ngày, nhằm đảm bảo các mặt hàng, nhất là trái cây, rau củ quả không bị đứt gãy vào dịp giáp Tết. Các thương nhân cũng đã có kế hoạch dự trữ hàng hóa tại các kho lạnh xung quanh chợ. Theo các tiểu thương, đến thời điểm này, giá của các mặt hàng có xu hướng giảm nhiều hơn. Dự kiến, mức giá này có thể duy trì đến hết tháng 1 năm 2024 và sẽ có sự dao động nhẹ ở những ngày giáp Tết. Bên cạnh nguồn cung hàng hóa, công tác bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, đặc biệt là thịt heo tại chợ, cũng được Ban Quản lý chợ đầu mối kiểm tra, giám sát chặt chẽ. Tương tự, tại chợ đầu mối Bình Điền và Thủ Đức, lượng hàng hóa khá dồi dào, giá cả bình ổn. Các tiểu thương cũng kỳ vọng sức mua sẽ tăng trong dịp cao điểm mua sắm cuối năm. Theo đại diện hai chợ đầu mối, lượng hàng về chợ đang dần bước vào cao điểm. Dự kiến vào thời điểm cận Tết, lượng hàng nhập về các chợ sẽ tăng khoảng 80% so với ngày thường, lên đến 13.000 đến 15.000 tấn trên một ngày. Tại chợ Bình Tây, quận 6, chợ sỉ bánh kẹo lớn nhất thành phố Hồ Chí Minh những ngày này, không khí mua bán cũng nhộn nhịp hơn rất nhiều so với hai tuần trước đó. Theo đại diện một số tiểu thương cho biết, so với tháng trước, lượng hàng ước tính tăng khoảng từ 50 đến 60%, tập trung ở các mặt hàng như là bánh kẹo, mứt, đồ khô. Theo Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh, hiện nay lượng nông sản cung ứng thị trường thành phố thông qua 3 chợ đầu mối bình quân đạt 7.600 tấn trên một ngày. Trong đó, thịt gia súc, gia cầm đạt 800 tấn, thủy hải sản 1.200 tấn và 5.600 tấn rau củ quả. Để tăng sức mua của người dân, các bộ ngành địa phương đang tích cực triển khai hoạt động kết nối cung cầu xúc tiến thương mại hỗ trợ tiêu thụ các mặt hàng trong dịp Tết, triển khai đồng bộ hiệu quả cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Tại dự thảo luật thuế giá trị gia tăng đang lấy ý kiến, Bộ Tài chính đề xuất áp thuế suất 5% với mặt hàng phân bón thay vì không chịu thuế như hiện tại. Theo cơ quan này, phần lớn phân bón nhập vào Việt Nam được các nước xuất khẩu xếp vào diện chịu thuế VAT, nên doanh nghiệp của họ được hoàn thuế đầu vào và có điều kiện hạ giá bán. Trong khi đó, nhà nước mất nguồn thu ngân sách do không thu được thuế VAT ở khâu nhập khẩu, trong khi thuế nhập khẩu vốn rất thấp hoặc đã về 0%. Còn nông dân phải mua giá cao do các nhà sản xuất trong nước đẩy một phần chi phí thuế vào giá thành. Bộ Tài chính cho biết, các doanh nghiệp phân bón, Bộ Công Thương, Hiệp hội Phân bón và đại biểu Quốc hội tại nhiều tỉnh thành cũng đã phản ánh khó khăn trên và đề nghị chuyển mặt hàng này sang đối tượng chịu thuế VAT 5%. Nếu đề xuất tại dự thảo lần này được thông qua, người tiêu dùng mua phân bón sẽ chịu thêm khoản thuế VAT 5%. Tuy nhiên, Bộ Tài chính cho rằng giá bán của các mặt hàng này được định giá theo cung cầu thị trường. Việc tính thuế ngược lại có thể giúp cho người tiêu dùng hưởng lợi. Kính thưa quý vị, mới đây, Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam gọi tắt là Eurocharm đã công bố chỉ số niềm tin kinh doanh quý 4 năm 2023. Theo đó, tổ chức này đánh giá có đến hơn 34% doanh nghiệp châu Âu có ý định tăng đầu tư tại Việt Nam trong năm 2024. Eurocharm đánh giá,
Trong quý 4 năm 2023, vị thế điểm nóng đầu tư của Việt Nam đã tăng lên đáng kể. Con số ấn tượng là 62% số chủ doanh nghiệp được khảo sát đã xếp hạng Việt Nam trong số 10 điểm đến đầu tư toàn cầu hàng đầu. Theo đó, quý cuối cùng của năm 2023 chứng kiến mức độ hài lòng của các doanh nghiệp tăng lên rõ rệt, với số lượng doanh nghiệp tự tin vào tình hình hiện tại của mình đã tăng từ 24% của quý 3 lên 32% trong quý 4. Triển vọng cho quý 1 năm 2024 cũng rất tích cực, với 29% doanh nghiệp đánh giá triển vọng của họ là xuất sắc hoặc tốt. Một dấu hiệu nữa cho thấy mối lo ngại đang giảm dần là mức độ lo lắng cực độ của các doanh nghiệp đã giảm từ 9% xuống 5%. Báo cáo cũng cho thấy khu vực doanh nghiệp Việt Nam đã sẵn sàng cho sự tăng trưởng. 31% công ty có kế hoạch mở rộng lực lượng lao động trong quý 1 năm 2024 và 34% có ý định tăng mức đầu tư. Một sự tăng trưởng rõ ràng kể từ năm 2023. Đáng chú ý, Eurocharm đánh giá trong quý 4 năm 2023, vị thế điểm nóng đầu tư của Việt Nam đã tăng lên đáng kể. Con số ấn tượng là 62% số chủ doanh nghiệp được khảo sát đã xếp hạng Việt Nam trong số 10 điểm đến đầu tư toàn cầu hàng đầu, trong đó 17% xếp Việt Nam ở vị trí cao nhất. Kính thưa quý vị và các bạn, sau một năm thắng lợi lớn với kim ngạch xuất khẩu đạt kỷ lục 5,7 tỷ đô la Mỹ, rau quả của Việt Nam lại mở cửa thêm nhiều thị trường cao cấp ngay trong những ngày đầu năm mới 2024. Thế mạnh này của nước ta đặt ra mục tiêu xuất khẩu sẽ thu về 6 đến 7 tỷ đô la Mỹ trong năm nay. Mở hàng đầu năm, lô hạt Macca hơn 10 tấn đầu tiên được xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Hàn Quốc. Đây cũng là lô hàng nông sản xuất khẩu đầu tiên của tỉnh Đắk Lắk trong năm 2024. Được biết, sau thị trường Nhật Bản, việc hạt Macca được xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Hàn Quốc một lần nữa mở ra cơ hội cho loại hạt đặc sản này của Đắk Lắk sang các nước châu Á và thế giới. Cùng thời gian, lô xoài tượng da xanh đầu tiên của An Giang được xuất khẩu sang Úc và Mỹ, mở ra cơ hội cho trái xoài đồng bằng sông Cửu Long đi xa và cạnh tranh trên thương trường quốc tế. Thực tế, những năm gần đây, các bộ ngành nỗ lực mở cửa thị trường xuất khẩu cho sản phẩm rau quả Việt. Theo đó, trong năm 2023, kim ngạch xuất khẩu của ngành hàng rau quả của nước ta đạt 5,7 tỷ đô la Mỹ, vượt xa con số 3,36 tỷ đô la Mỹ của năm 2022 và xô đổ kỷ lục 3,81 tỷ đô la Mỹ năm 2018. Với con số 5,7 tỷ đô la Mỹ này, rau quả cũng vượt qua gạo và cà phê, trở thành mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu xếp thứ 3 trong lĩnh vực nông nghiệp, chỉ sau lâm sản và thủy sản. Kính thưa quý vị và các bạn, với thông tin vừa rồi cũng đã khép lại thời lượng dành cho bản tin thị trường tiêu dùng kỳ này của chúng tôi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo. Thank you.